Đây là Đà Lạt, miền Tây mình đang ở. Đó, đây là mấy cái xe máy thuê. Đó, là sân ngoài vườn. Đó là chiều các bạn. Này là mấy đồ kiểu kỹ, cũ kỹ. Mày đứt chung. Đây có cái mùi rất là riêng, mùi hương thảo, nó kêu thành những mùi hương thảo. Alo, 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 Dallas, khổ mấy gì? Thời tái 15 độ. Đây là cái homestay mình ở. Hello. Dạ. Hello. Phải không bạn? Rồi đủ rồi á Quang. Có phải có hộp giòn không? Có lấy không? Đi ăn. Quên lấy bằng cảnh đang luôn rồi.
mới lại hay cái gì. Dạ. Nó hành chưa? Dạ, chịu quá.